Mình cũng gửi cho các bạn khi mà đi vào khu vực chợ Cầu Muối tham quan á, thì hạn chế tối đa ghi hình, tại vì bên trong thì một số hộ dân họ không muốn ghi hình, và phần lớn là những người dân lao động, cho nên là họ rất là nóng tính và cộc tính. Xin chào cả nhà, hôm nay là ngày đầu tháng 4, và sau những cái đoạn video mình giới thiệu về hồi ký của chú Trà và Hương thì có rất là nhiều bạn mong muốn mình quay một cái video giới thiệu về một cái rạp có tên là Kha Thay, chợ Cầu Muối và khu vực ăn chơi nhất ở Sài Gòn trước năm 75, đó là Đại Thế Giới. Và hôm nay thì mình sẽ tới những địa điểm mà bác Trà và Hương có kể liên quan tới câu chuyện Minh Cầu Muối, Đại Ca Thi và rất nhiều giang hồ ở Sài Gòn trước năm 75. Theo như mình tìm hiểu thì rạp Kha Thay nằm ở giao lộ giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Công Trứ. Lâu nay thì mình hay đi qua giao lộ này nhưng mà mình cũng không xác định được là cái rạp Kha Thay nằm ở đâu. Một số tài liệu ghi chép là hiện tại cái rạp Kha Thay thì không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên thì mình sẽ quay lại để xem thử là nơi Đại Kha Thay sinh sống như thế nào nha các bạn. Hiện tại thì ngay đường Nguyễn Công Trứ mình đang đi một vòng nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cái rạp Kha Thay nằm ở đâu. Trong một số tài liệu được ghi chép lại rằng là rạp Kha Thay là được xây dựng từ thời Pháp và sau đó được đổi tên thành rất là nhiều tên khác nhau, nằm ngay tại giao lộ Nguyễn Công Trứ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà mình vừa mới đi ngang qua mình chưa tìm thấy được. Phía trước các bạn đây là Sở Giao dịch Chứng khoán. Phía trước mọi người đây là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam này, và đây là công trình được xây dựng từ thời Pháp và sau đó thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa vẫn sử dụng làm ngân hàng. Tới thời sau năm 75 giải phóng thì vẫn tận dụng tiếp tục làm ngân hàng nhà nước, nơi mà chứa những cái khoản tiền kho bạc. Mình lại quay trở lại cái nhà giao lộ này, mình vẫn chưa tìm ra được cái rạp có tên là rạp Kha Thay. Có lẽ rằng là qua thời gian rồi sau đó là đô thị hóa, cho nên là có thể là cái rạp này được đập bỏ. Đây là ngã tư Công Lý, ngã tư trước đây giải phóng nha các bạn. Và bây giờ là chúng nằm tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Công Trứ. Ở đây thì có một cái rạp chiếu bóng có tên là Kha Thay, và sản sinh ra một cái tây giang hồ Đại Kha Thay. Đại Kha Thay tên là Lê Văn Đại và từ nhỏ đã bỏ học và sau đó là tham gia đánh dây bán máu ở xung quanh cái rạp Kha Thay này. Từ đó thì cơm lên có tên là Đại Kha Thay các bạn. Và tại đây thì có một cái rạp mà bây giờ thì mình tìm không ra. Mình đang đặt nghi vấn là cái rạp này đang nằm trước ngân hàng BIDV hoặc là ngân hàng Việt Á này. Nếu mà các bạn có dữ liệu về cái rạp này thì các bạn hỗ trợ cho mình thêm thông tin nha. Mình đang đi tìm những cái địa điểm xưa liên quan tới những cái tay giang hồ cộm cán ở Sài Gòn trước năm 75. Còn bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đến một cái chợ khét tiếng ở trước năm 75 có rất nhiều giang hồ, đó là chợ Cầu Muối. Chợ Cầu Muối thì nằm đối diện chợ Cầu Lãnh này, phía xa xa cái vết tích mà các bạn để đánh dấu lại cái lịch sử cái chợ Cầu Muối á, chỉ còn một cái bảng rất là nhỏ ở phía trên, ở trên cái cửa hàng gà rán các bạn. Trên cửa hàng gà rán có một cái bảng hiệu tên là chợ Cầu Muối. Các bạn thân mến, ở phía trước cái hẻm này, hẻm 184 Nguyễn Thái Học, vẫn còn một cái bảng khá là cũ kỹ được in cái dòng chữ đó là chợ Cầu Muối, được thành lập từ năm 1947. Đây là đường Cô Giang. Lúc trước thì chợ Cầu Muối từ ngồi đại lộ Võ Văn Kiệt kéo dài tới đường Cô Giang, Cô Bắc. Và bây giờ thì chợ Cầu Muối được giải tỏa đi, dời ra chợ Bình Điền và chợ Đầu Mối Thủ Đức, cho nên là quy mô còn rất là manh mún và nhỏ lẻ. Mình đang có mặt tại một con hẻm nằm trên đường Cô Giang, và sau lưng mình đây là một cái khu dân cư mà trước năm 75 thì đây là một cái hình thành một khu chợ mang tên là chợ Cầu Muối, nơi sầm uất nhất nhì ở Sài Gòn. Trước khi đi vào bên chợ thì mình thử ăn một cái quán cơm vỉa hè ở nằm tại ngay tại chợ Cầu Muối. Và ở đây thì có rất là nhiều dân lao động ăn. Hôm nay thì mình gọi hai món: thịt kho tàu và một món gọi là măng xào. Xin mời cả nhà nha. Dù cơm quán cơm bình dân nhưng mà hạt cơm rất là chất lượng các bạn. Ở đây thì buổi sáng khoảng 4 giờ sáng, rất là nhiều xe chở rau, các cái hàng nông sản tới đây để bỏ mối.
Dù chợ này được giải tỏa đi nhưng mà vẫn còn một số cái sạp hàng vẫn giữ khách hàng, cho nên là vẫn còn buổi sáng hoạt động rất sầm uất, từ 4 giờ tới 6 giờ sáng các bạn. Dạ dạ. Ô. Oh. 25.000 một dĩa. Ừ, có chị. Có buổi ngày nay khá là yên bình và cũng là một trong những địa điểm du lịch thu hút khách Tây Ba Lô. Và bây giờ thì mình đang đi sâu vào bên trong chợ. Nhắc tới khu chợ này thì mọi người đều nghĩ đến cái những cái tên nổi tiếng như là Đại Ca Thay, Minh Cầu Muối, Cho Phát Là Em hay là Hùng Điên. Những tay giang hồ này vang bóng một thời ở một khu vực chợ Cầu Muối này. Mỗi cái tên thì đều gắn liền với từng giai thoại khác nhau. Mình cũng thông tin sơ lược về khu chợ này. Ban đầu thì khi mà Quan Trường Nghiễn mở cõi vào Nam thì họ ta xây dựng một cái kho ngay tại rạch Bến Nghé. Bây giờ là con đường Nguyễn Thái Học, làm chỗ thu thuế và chứa hàng hóa nên bây giờ vẫn còn là địa danh cầu kho. Và tại đây thì có rất nhiều ghe thuyền chở hàng hóa cũng như là lương thực từ các tỉnh miền Tây, vùng Đông Nam Bộ về tập kết, làm đầu mối phong phối khắp các tỉnh thành. Giao thương tấp nập cho nên là nhiều người Hoa kéo vào đây sinh sống, buôn bán và hình thành dần dần hình thành lên một cái chợ mang tên là chợ Cầu Muối. Ở đây thì từ những năm 1950 cho đến 1965 thì được ví như là một cái bến Thượng Hải ở Việt Nam. Đứng đầu trong tứ đại thiên vương giới giang hồ thì có Lê Văn Đại, tức là Đại Ca Thay, đã từng thâu tóm đàn em và bảo kê. Ban đầu thì những cái nhà dân này là những cái sạp hàng, chợ. Rồi sau khi giải phóng, đô thị hóa phát triển thì mỗi người ở đây biến từ những cái sạp chợ thành những căn nhà của mình. Mình đang đi ra ngoài cái đường Cô Bắc này các bạn. Cái chợ Cầu Muối này á là nó từ đường Cô Bắc sang đường Đề Thám tới đường Cô Giang và đường Nguyễn Thái Học. Hồi xưa khi mà hàng hóa mà đi vào đây á thì phần lớn được tập trung ở đây. Đây được xem là cái chợ đầu mối lớn nhất ở Sài Gòn, Gia Định và chợ lớn. Một cái đặc biệt nữa là khi mà mọi người đi ngang qua, khi để mà đi vô sâu trong khu dân cư á, có ai để ý rằng là những căn nhà nó hình thành giống như là hình vuông không? Những cái nhà hình vuông ban đầu đây là những cái sạp chợ. Rồi dần dần khi mà chợ giải tỏa rồi á, chính cái những cái trụ sạp này biến cái sạp chợ mình thành cái nhà của mình. Cho nên là kiến trúc ở bên trong những cái nhà trong cái hẻm cho khu tạo cái hẻm ở trong chợ Cầu Muối là phần lớn là mang hình dáng dấp hình vuông. Mình cũng gửi cho các bạn khi mà đi vào khu vực chợ Cầu Muối tham quan á thì hạn chế tối đa ghi hình, tại vì bên trong thì một số hộ dân họ không muốn ghi hình và phần lớn là những người dân lao động, cho nên là họ rất là nóng tính và cộc tính. Những cái nhà ở đây đều là hình vuông và vào bên trong này thì rất dễ bị lạc. Có những cái con hẻm mà ở đây thì không thấy ánh sáng mặt trời luôn các bạn. Khi mà họ xây dựng á, phủ kín luôn. Như phía trước các bạn đây là không thấy ánh sáng mặt trời nè. Dù bây giờ là 12 giờ trưa, vẫn còn một số cái sạp hàng khá là cũ. Nhà ở đây là đều là hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Nó là cái sạp chợ nhỏ. Nhà này cũng bao nhiêu vuông đây bao? Khoảng bao nhiêu vuông đây? Nhà này trong khu vực này thì diện tích mình ước chừng là khoảng từ 12 cho tới 18 mét vuông. Mùa hè chưa thích thì nóng. Xe họ ở đây. Sinh hoạt động ăn uống rồi đủ thứ đây luôn ha.
Minh còn muối là Việt Nam hồi xưa học ở đâu ta? Đâu có gì? Hồi xưa đọc sách đó, nói về Minh còn muối. Minh còn muối biết gì đâu. Nói là phải hồi xưa. Nhà lô á, giờ nó giải thể, giải rõ, chợ còn muối với chợ Cô Giang. Chợ Cô Giang. Minh à, ta kiếm Minh còn muối. Chợ đó là chợ nhất. Đọc rồi, đợi xưa đọc mấy cái này về dân người đây đó, ổng là có đi rồi dân có tiếng á, ở trên nhà lô là về để giải tỏa cái đó là phải hỏi mấy người là xưa rồi chứ đi là trước, tại vì có hồi đó có cuốn sách đó mà ừ, nói là Minh còn muốn là biết rồi, còn muốn đại đại ca thi gì á, đại ca thi cũng rồi, Minh còn muốn là xưa là đại ca thi, bây giờ có lon còn muối được, lon còn muối hả? Bưởi, bưởi cầu muối. Đây là lon cầu muối. Bưởi năm rồi, bưởi năm rồi. Giờ chỗ đó đâu đi đâu. Mà sao con thấy con nãy con vô thấy cái nhà rồi nhỏ nhỏ nhỏ, hồi xưa là sập chợ đúng không? Hồi xưa là sập cây, trái rồi đấy là tự dân cất. Có đất thì dân cất, có nhà cũng giống như tao mua nhà là phải có đất. Làm tao mới cất, hồi đó như là sao chưa cho cất là cất bằng sập cây đâu mà. Sập cây bằng gỗ. Trái. Trái là mới cất lên dừa, cái nhà dừa. Dừa nói chung bán cũng không có để xe, hôm nay xe ngoài đường, không phải để xe trong nhà. Giờ xe vô đây vô được không nè? Xe hàng á. Hồi đó xe 50, xe bự, xe hàng á là nó đậu với chân cầu rồi nó dậu dài dài. Chứ là nói là dừa là cũng không phải là dừa, cái nhà ở. Còn dừa là đâu có buôn bán gì đâu. Dừa có chút xíu thì sao dừa buôn bán. Nó người ta đẩy cái cân nó ra cái là người ta tâm đồ người ta bán. Chứ đâu có để trong nhà. Để đi qua thử sợ chứ xin. Có mà lon còn muối nè. Em quay lên em nói trong dòng muối là có lon còn muối là người ta biết nè. Lon còn muối nè. Lon muối nè. Đây hả? Đây hả? Buổi năm rồi. Bà nó đang quay kìa. Chết luôn á. Mọi người đang đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Phía bên tay trái của các bạn đây là kênh Tàu Hủ Bến Nghé. Lúc trước năm 75 thì ở đây xảy ra một cái khung cảnh rất là náo nhiệt, được gọi là trên bến dưới thuyền á. Hàng hóa ra vào tấp nập và thông thương bằng đường thủy rất là nhiều. Vì vậy thì dọc cái đại lộ Võ Văn Kiệt này có rất là nhiều khu chợ. Vừa rồi thì mọi người đang ở chợ Cầu Muối, thì bây giờ mình đang tới cái chợ Cầu Kho, chợ Nay Si. Dọc này thì tới 4-5 cái chợ đó thì mình nhớ nhất là hai chợ, chợ Cầu Kho, chợ Nay Si. Lên trên nữa thì có chợ Hồ Bình. Và đi qua khỏi chợ Hồ Bình là một khu ăn chơi lớn nhất ở chợ lớn và lớn nhất Sài Gòn trước năm 75, đó gọi là Đại Thế Giới. Mà ở đó thì có rất nhiều giới giang hồ tập trung và rất nhiều người đã ngã ngựa thanh toán huyết chiến ở tại đó. Và bây giờ thì mình sẽ tới cái khu ăn chơi bậc nhất Sài Gòn trước năm 75 nha. Đại Thế Giới. Xin chào các bạn. Phía trước các bạn đây là Đại Thế Giới, bao gồm 3 mặt tiền ở đường Nguyễn Chi Phương, bến Hàm Tử, bây giờ là Võ Văn Kiệt, và một mặt tiền ở đường Trần Phú hay Trần Đại đó mình không nhớ, tức là mình qua đó mình mới xem lại cái tên đường. Trước năm 75 thì đây không những là sòng bài mà là những cái tụ điểm quán bar. Ngoài quán bar thì tại đây còn mở thêm những cái địa điểm mại dâm. Các cô gái làng chơi bán dâm thì thường ở những cái dãy nhà này. Và sau khi mà họ hoạt động nghề mại dâm á, được phép, có giấy phép, và mỗi tuần như vậy thì họ phải đi kiểm tra sức khỏe. Đây mình đang đi một cái dạo vòng, một cái vòng cho các bạn xem cái khuôn viên của Đại Thế Giới này. Cái cổng chính của Đại Thế Giới là nằm ở đường Trần Hưng Đạo các bạn. Đường một chiều. Và bây giờ thì thay vì hồi xưa là cái bảng là trung tâm vui chơi casino Đại Thế Giới thì bây giờ thì đổi tên là trung tâm văn hóa quận 5. Đây là bên trong của trung tâm nhà văn hóa quận 5 nè các bạn. Ở phía trước những cái dãy nhà này lúc xưa là những cái quán bar mà giới anh chị, giới giang hồ hay tụ tập về đây. Mình đang đi xuống dưới chân cầu Nguyễn Chi Phương để quay lại cho các bạn toàn cảnh về khu đất, khu ăn chơi Đại Thế Giới. Mình cũng xin thông tin thêm cho các bạn được rõ. Đại Thế Giới thì giai đoạn trước khi mà Đại Thế Giới xuất hiện thì người Tàu thao túng cái việc bài bạc ở khu chợ lớn. Để giành lại cái mối lợi này thì chính quyền Pháp tại Nam Kỳ đứng ra bảo trợ và thành lập một khu sòng bạc hợp pháp có tên là Đại Thế Giới để thu hút các con bạc khắp ở Sài Gòn, chợ lớn, Gia Định. Hàng năm thì chính quyền bảo hộ và thu tiền thuế từ những cái sòng bạc này. Ngoài những bài bạc thì Đại Thế Giới còn là những tụ điểm ăn chơi, hút sách trai gái nổi tiếng khắp cả thời miền Nam. Sau đại nhị thế chiến thì người Pháp quay sang tiếp tục khai thác sòng bạc này. Khi đó Đại Thế Giới thuộc
quyền quản lý của Lâm Giống, một trùm cờ bạc ở Macau. Mỗi ngày thì sòng bạc này phải chi khoảng 400.000 đồng tiền Đông Dương để đóng thuế cho chính quyền Nam Kỳ, và ngoài ra thì phải chi thêm khoảng 500.000 đồng sổ sách cho các thế lực đen, là những cái tay mà bảo kê á. Vào năm 1955 thì nhằm thống nhất các lực lượng quốc gia, các đất nguồn viện trợ từ bảy biển cũng như xóa sổ lối sống đồi trụy ở đây, thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh đóng cửa này, và nơi đây thì có thời gian thì ngưng hoạt động. Khi nãy thì các bạn đi vòng một vòng thì các bạn thấy cổng chính nằm ở đường Trần Hưng Đạo, địa chỉ số 105 Trần Hưng Đạo. Phía sau lưng là công viên nước Đại Thế Giới mà đang đứng này. Phía trước là trung tâm văn hóa quận 5. Những ai sống ở Sài Gòn trước năm 75 sẽ hiểu rất rõ về khu ăn chơi này. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video rồi của mình. Mong các bạn đón nhận những đoạn video tiếp theo quay về những cái cuộc sống Sài Gòn xưa.